cái đèn chiếu cây 24W đổi màu thì mình quay luôn cái là cái đèn trụ năng lượng mặt trời kích thước 300 x 300 nhé. Đấy. Trụ năng lượng để mình tắt cái đèn chiếu cây đi. Kích thước mái là 300 x 300. Còn kích thước chân đế này là hai khoảng 25 25, chiều cao là 550, kính bằng đơn vị là mm nhé. Thì đèn này là đèn năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng mặt trời tiết rất là tiết kiệm. Có màu đen hoặc là màu đồng, màu sơn giả đồng. Chất liệu bằng là nhôm. Nhôm có pha đấy. Đấy. Ngoài ra có thể gắn thêm một cái bóng led bulb. Bóng led bulb đuôi E27 để trong này để sử dụng trực tiếp nguồn điện 220. Đấy, nhìn cái hệ thống mắt led bên trong thì nó là có ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nhé. Có ánh sáng trắng, ánh sáng vàng. Bên trong là có một cái công tắc màu đen đen đấy, cái chấm đen đấy thì nó là sẽ bắt vào đấy. Có cái công tắc ở đằng trên đấy, khi mình lắp mình sẽ chọn chế độ trắng hoặc vàng khi sử dụng. Và đối với năng lượng mặt trời nhé. Còn với cái điện áp 220 thì mình chỉ có một chọn bóng thôi. Chọn bóng thì bên mình có cái loại 4W đổi màu cơ. Đổi màu gồm có trắng, vàng, trung tính. Còn không thì học chọn công suất cao hơn thì là có ánh sáng trắng hoặc vàng. Đấy. Chất liệu rất là tốt nhé, cái này là ở ngoài trời nhé, chống nước này, nước ở đây rất là kín nước và nó trôi tuột xuống đây chứ nó sẽ không ngấm được vào trong đèn. Đấy. Bộ này là kích thước 300 x 300 mái. Lắp trụ cổng rất là đẹp. Đấy. Giá rất là hợp lý, giá rất là tốt. Đấy thì ai có nhu cầu liên hệ với là đèn hoàng gia.vn. Hotline là 0916773555. Số 0916773555 cũng là số Zalo luôn nhé. Đấy.